bạn mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế mạch điều khiển 16 lít đơn với chương trình cho 16 lít chạy quảng cáo như thế nào. Sau chế độ 1 là sáng từ trái sang phải và tách giao lộ này. Chế độ 2 là sáng từ hai bên vào giữa và từ giữa hai bên. Thứ 3 thì sáng dồn từ phải sang trái. Và đây là mạch chương trình mình viết và có mặt như một đôi tết. Trong chương trình viết thì mình sử dụng viết 16F87 ở đây thì mình khai báo view này sụt lấp và phu sĩ. Mình chưa có, mình biết ở ba chế độ. Chế độ 1 là sáng cho tự giác các bạn và các trang ngược lại. Ở chế độ 2, chế độ 2 là sáng từ hai bên vào giữa ngược lại. Và chế độ 3 là sáng dồn từ phải sang trái. Ở chế độ 1 và mình dùng đó là 8 bước. Mình sử dụng 16 bước. Cách A là 0000, gắn cái lưu thông. Ở đây thì mình sử dụng bọt sơn đơ. Đây, bọt sơn bọt đơ. Đây thì mình dùng một vòng lập là for. Ở đây gắn cái lưu thông thì for bắt đầu chạy từ 0 cho đến 15. Nhỏ khi nhỏ 16, khi yêu không thì nếu y nhỏ 16 thì giá mắt y lên 1. Khi ta có là biến giá mắt A là 0000, dịch trái 1 bit rồi cộng với 0001 là ta có là đèn thứ nhất sáng và tất cả đèn là tắt. Tiếp tục thì cứ thế mà tiếp tục thì đèn từ từ là đèn thứ hai sáng đèn ba và sáng từ trái sang phải cho đến khi chạy đúng 16 con led thì tiếp tục ta dùng một vòng lặp tiếp là ngắn vẫn khi bắt không mà y giống 16. Ở đây thì ta có biến A dịch gắn A bằng A dịch phải 1 bit là có nghĩa là tất cả các led đều sáng và nó sẽ dịch một sang phải 1 bit là đèn này tắt, tất cả đèn sáng cứ thế mà cho đến khi tắt hết tất cả các đèn. Còn ở chế độ 2 thì sáng dần từ hai bên và vào giữa ngược lại thì ta khai báo một số hiệu lệnh. Bọn ta gắn A là 18 bit là 0000, B là 8 bit 0000 và đáp ứng 0. Ta dùng một sơ đơ, một sơ là 0000, một đơ là 8 bit 0. Ta dùng là Y tầng ngắn y nhỏ 8 thì bắt đầu là y bằng 0, y nếu y nhỏ 8 thì là 1 cái ở cái bit A ta sẽ dịch A sang trái 1 bit và cộng cho cái bit x01 thì ta thu được cộng sơ ra bột cái bột sơ của bên A đây. Một bơ tương tự là dịch phải 1 bit. Còn cái dịch có nghĩa là mai thì bên một sơ này là dịch 1 bit nằm dưới đây sáng, tất cả các đèn này tắt. Rồi bên một đơ này cũng vậy, là đèn này sáng, tất cả này tắt. Cứ lớn thì tắt vào cho đến 8, còn
cuộc đời thì tới con lép thứ 9 là trao mình viết cái chân cho con xong là a dịch phải một bít là a muốn là đơ, còn trên đây là a dịch là trái, dịch trái một bít thì a muốn là sơ. Ta dùng hai cổng hai ngọn ra khác nhau thì đào nhau thì con lép nó chỉ sáng ngược lại với nhau. Tương tự đó là ta hoàn thành xong ở chế độ 2 là sáng nhất từ hai bên và vào giữa như vậy. Và ở đây là chế độ 3 là sáng dồn từ phải sang trái, sáng dồn từ phải sang trái thì ta hai báo hai biến hai bờ là ta đáng 16 biết không. Ở đây bờ ở đây là ta gọi nó là một biến tạm, ta dùng một số bờ ban đầu thì một số bờ là tất cả đen đầu tách, ta dùng một nguồn lệnh ban đầu thì tại vì led cuối cùng bắt đầu là sao để dịch chân thời gian lại và dòng ở đây thì ta dùng vòng lực tập o là sẽ đi ngầm sáu, nếu mà đi còn lớn thì ta được lùi lại một đơn vị là còn lại 15. Mà đầu biến a là ta gắn cộng hơn 8 bit 16 bit, còn a bằng a cộng cho bit tạm ăn ở Abus chân sơ là của dự thị của cái biên em ban đầu, còn bột đơ thì nó sẽ dịch phải, bắt đầu dịch phải bột đơ này bắt đầu dịch tất cả các led từ phải bên phải mới đang dịch lại. Ta dùng một vùng lạc tiếp là G bằng 1, nếu mà G cũng vẫn nhỏ thì G tăng 1 đơn vị thì Y là con lập trên là đi xuống còn cái là đi lên, còn áo bút trong sơ tăng ta gắn bằng A là bằng A dịch phải 1 bit rồi cộng cho cái miếng tạm bơ mình gắn trên đây, bơ là một miếng tạm đó. Thì bột sơ thì của A còn bột đơ sẽ dịch phải một bit, ta gắn bơ bằng biến tạm cộng o cho cái A, nghĩa là khi lấy mì sáng thì bắt đầu dịch dần lại đây và dừng lại, tiếp tục lấy mì sáng tiếp dịch lại và dừng lại đúng 16 lần. Trong khi này thì nó sẽ reset. Và sau đây thì mình sẽ cũng cho phần trên này. Rồi mình đã và sau đây thì mình sẽ mô phỏng chân chạy. Tại vì số đó thì cái đó cũng rồi
kia đến hết 16 thì